thật sự em rất là mê luôn quý vị ơi. Đó, hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Quý vị ơi, hôm nay em vào em gặp Hoa mà em có hứng luôn quý vị. Rồi hát vài câu cho quý vị vui thôi. Thì đây là những cây hoa giấy được ghép rất là cẩn thận luôn, tỉ mỉ, và hiện tại đang phát triển rất là tốt. Cây có nhiều màu nè, cam, hồng, vàng, đỏ, tím ha, và được ghép rất là cẩn thận nè, những cái bo ghép rất là chắc khỏe luôn nè quý vị. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với anh Hoa làng hoa trăm tuổi, với hai số hotline quen thuộc đó là 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay mình sẽ vào vườn để mà quay lại cận cảnh chi tiết cái loại cây hoa giấy rất là đẹp luôn. Nhiều màu, 3 màu nè, 4 màu, 5 màu, 2 màu, 1 màu vẫn có luôn. Cái loại này ghép rất là đẹp khi mà chúng ta trang trí sân vườn nhà ta. Chúng ta thì còn gì bằng nữa. Và các bạn đừng rời màn hình nha, có nhiều điều thú vị phía xa lắm nha. Let's go. Đó thì quý anh chị ơi, trước màn hình của quý anh chị đó là bông giấy Thái, ghép Thái. Đó, cái màu rất là đặc sắc luôn. Thì mình đã biết là cái màu bông giấy Thái nó rất là đậm và cái màu sắc rất rực rỡ. Thì hôm nay anh Hoa làng hoa trăm tuổi ra một cái siêu phẩm mới, đó là hàng Thái ghép Thái, nhiều màu, tầm 3-4 màu, 5 màu luôn. Cái hàng trước mặt màn hình quý chị đó là hàng bông giấy Thái ghép 5 màu. Đó, cái hàng rất là đẹp luôn. Ở quý chị thấy không? Gốc Thái ghép Thái luôn nha cả nhà. Hàng rất là đẹp luôn và ra hoa rất là cực kỳ là đẹp luôn nha cả nhà. Cả nhà cần về mặt hàng bông giấy Thái như thế này thì alo liền cho anh Hoa làng hoa trăm tuổi qua hai số hotline quen thuộc, đó là 0708999879 hoặc 0767114111 nha cả nhà. Wow, hàng hoa giấy đang rất là sai hoa luôn cả nhà ha. Cái đủ màu sắc là một chậu dưới đó cả nhà, là tầm 2-3 màu nè, 3-4 màu, 4-5 màu. Đó, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu đỏ, rất là nhiều màu luôn. Cái này mình trồng sân vườn nha, cũng rất là đẹp luôn. Hoặc là anh chị nào mình có khi công công trình đó cả nhà, mình mua về mình trồng công viên, công sở này, những cái khu du lịch nè, cũng rất là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là rất là sai hoa nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, thì những cái hoa giấy Thái ghép này rất là nhiều màu luôn nè, đỏ nè, cam, vàng, rồi trắng, hồng, tím, vân vân. Đó thì anh chị cần thì liên hệ với chúng em nha. Ủa, nhìn vô đây, vô một cái khu vườn hoa giấy như này, em thật sự em rất là mê luôn quý vị ơi. Đó, hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Quý vị ơi, hôm nay em vào em gặp Hoa mà em có hứng luôn quý vị. Rồi hát vài câu cho quý vị vui thôi. Thì đây là những cây hoa giấy được ghép rất là cẩn thận luôn, tỉ mỉ, và hiện tại đang phát triển rất là tốt. Cây có nhiều màu nè, cam, hồng, vàng, đỏ, tím ha, và được ghép rất là cẩn thận nè, những cái bo ghép rất là chắc khỏe luôn nè quý vị. Đó, thì anh chị mình có cần những loại hoa giấy ghép cái chậu này, size chậu đây là ở đây mình em cần coi. Đó, size chậu thùng 10, thùng 11 ha. Đó, thì anh chị cần liên hệ với chúng em qua số này 0708999879 hoặc 0767114111, sẽ có nhân viên tư vấn báo giá cụ thể cho mình luôn. Thì cây đang phát triển cực kỳ tốt và dễ trồng, dễ chăm sóc luôn nha. Trang trí sân vườn chúng ta thì còn gì bằng. Đây, cho quý vị xem một cái khu vườn như thế này. Rõ những bông hoa giấy rất là đẹp, rất là xinh tươi như thế này luôn. Tím nè, đó, rồi đỏ, cam, đó, vàng. Trời ơi, quá đẹp quý vị ơi. Còn ngần ngại nữa mà không liên hệ với anh Hoa làng hoa trăm tuổi ha, thì không biết là shop anh Hoa làng hoa trăm tuổi tọa lạc ở đâu ha. Có địa chỉ là 150 khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, nằm tại trung tâm làng hoa Sa Đéc. Thì khi quý anh chị có đi tham quan hay hoặc là du lịch thì nhớ là ghé vào cái vườn hoa của vườn hoa kiển anh Hoa làng hoa Sa Đéc trăm tuổi nha quý anh chị. Vô trong đó tụi em có những cái mặt hàng để cho mà quý anh chị lựa chọn luôn. Đó, hàng có sẵn luôn nha quý anh chị. Thì không biết là ngoài những cái mặt hàng hoa giấy thì mình còn có những mặt hàng nào không nha.
hàng ngoài, mặt hàng hoa giấy thì bên anh Hoa Liên Hoa Trăm Tuổi còn nhận cung cấp một số mặt hàng cho công trình có hoa khác như tiết sông Phi Hồ nè, một phái đủ màu, quỳnh anh tím, quỳnh anh vàng, rồi lài tây, lài trà, rất là nhiều chủng loại hàng. Và bên anh Hoa Liên Hoa Trăm Tuổi đang nhận cung cấp với số lượng lớn không như cả nhà. Đó quý vị ơi, thì qua đây các bạn cũng thấy được các mặt hàng hoa giấy mà bên anh Hoa Làng Hoa Trăm Tuổi cung cấp rồi. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Những cái bông hoa giấy đầy màu sắc để cho chúng ta tha hồ chúng ta tận hưởng, chiêm ngưỡng những cái bông hoa như thế này. Rồi đây là những cái bông hoa búp chuẩn bị nhú lên đây. Đó, quá là đẹp luôn. Rất là nhiều màu sắc. Hôm nay chúng em vào vườn để lựa cho một số anh chị quý khách mình để mà về trang trí cái hàng rào của chị ấy để mà anh chị ấy ăn tăng gia quý vị đó. Rất là nhiều, hôm nay chúng em lựa số lượng cũng hơi khá nha đó. Thì anh chị cần thì chúng em sẽ để với cái giá rất là mềm cho quý anh chị luôn nha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Những cây hoa giấy ghép thái ha, rất là nhiều màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu ha, quá đẹp luôn. Rồi cấp cho những mặt hàng cỏ như là cỏ dung nhật, cỏ lưu ta, cỏ lưu thái, cỏ đậu phộng, cỏ xím chi để mình trang trí, mình làm tiểu cảnh xanh luôn cả nhà. Đó, cần thì alo liền cho Hoa. Khi mà quý chị mua anh Hoa được một cái lợi thế đó là mua số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ luôn. Đó, thì quý chị trao cho anh Hoa niềm tin thì anh Hoa sẽ trao cho quý chị chất lượng nha quý chị. Quá là tiền đúng không cả nhà ơi. Thì ngoài mặt hàng cỏ hãm ra thì chúng em có kinh doanh gì mặt hàng là hàng phong thủy nha cả nhà, như là hồng ngăn nè, ngàn sao nè, sao sáng nè, ngăn lựu nè, rất là nhiều chủng loại hàng phong thủy để cho cả nhà mua về mình trang trí những cái văn phòng làm việc nè, những cái bàn tiếp khách nè, hoặc là nhu anh chị có nhu cầu nào mình mở vỡ cả nhà, mình mua đi bán lại rất là tuyệt vời luôn. Tụi em sẽ để một cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Rồi cả nhà ơi, đến bây giờ mình cũng đã khá dài rồi thì mình xin tạm dừng cái clip tại đây. Nếu mà các bạn yêu thích những cây hoa giấy này thì ủng hộ gia đình mình với số like 0708999879 hoặc 0767114111 nha cả nhà. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.